Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totan qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái chiến dịch của Attila luôn, của Hung Nô, để tiếp tục tàn phá thế giới. Ở tập trước thì bạn biết rồi, mình cánh quân phương Bắc của mình bắt đầu tuyên chiến với cả hầu như phương Bắc hết toàn bộ. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục công cuộc đi đốt phá, nhưng mà mình nghĩ rằng đã đến lúc mình sẽ thành lập thêm một quân đoàn mới rồi. Nhưng mà vấn đề là bây giờ 8 grow của mình thì đủ đấy, nhưng mà God be praised. How can I help? Sao nhỉ? 8 grow à, chưa, 2 lượt nữa mới đủ grow. Con này 7. Lên đây. Tiếp tục nâng cấp công trình này. Quán quân, đúng rồi. Chúng ta sẽ thành lập thêm các quân đoàn nữa. Có thể sau khi đủ, mình sẽ thành lập hai quân đoàn ở đây để cho chúng nó đi luyện cấp ở đây. Chúng ta thành lập, nhưng mà chắc hai quân đoàn đấy chỉ như nhiệm vụ đốt phá thôi, chứ không đánh nhau đâu. Còn việc đánh nhau là để cho những thằng tướng này. Đấy. Thôi, có lẽ mình sẽ qua lượt đã, bởi vì sao nào? Lượt trước thì mình cũng đã tiến xuống đây rồi. Và cũng dưới này cũng vậy, quân đoàn dưới này khả năng mình cũng sẽ... Quân đoàn này thì ổn rồi. Quân đoàn này thì chút xíu nữa là mình sẽ nâng cấp lốt. Báo viên. Rồi, qua cái lượt này đã. Cái bọn phía Bắc kia nó chờ sẵn mình rồi kìa. Chúng ta đốt xong miền Nam nước Ý này nữa thì mình sẽ tiến lên phương Bắc và đốt tiếp tục hai cánh quân cơ hợp. Một khu vực sẽ đốt ở cái vùng mà nước Pháp, và một thằng sẽ, một cánh quân sẽ đốt ở khu vực nước Anh, rồi cùng tiến xuống bán đảo Iberia. Đấy là kế hoạch của mình. Và vì việc quyết định tăng số lượng các quân đoàn lên thì có lẽ cuộc chiến sẽ được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại bây giờ mình đang có những cái đơn vị quân rất là mạnh, nhưng mà ban đầu này thì cứ ưu tiên phát triển sao tiến xuống dẹp luôn mấy cái quân đoàn này của nó cho nó khỏe. Dăm ba cái thằng hoạt động trình báo địch à. Gì thế? Có mấy thanh niên thích lên trước à? Cả 4 thằng đều được cấp bậc rồi đấy. Đây, thằng nào thích cấp bậc gì nữa anh cho cấp bậc luôn. Lên đây. Lên đây. Cho mấy thằng đệ, mấy thằng con nuôi con mình vào đây. bị xẻo à, nhiên thì bị xẻo rồi à. Con nuôi nhưng mà rất rồi, con nuôi mà nó giỏi thế này cơ, chỉ số của nó thậm vãi trưởng cả. Đốt nốt lưu ý thôi. Yes, I shall see them to their ancestors. Đốt nốt tự ý. We take this settlement for the tribe. Besieging settlement. Rồi. Mọi việc có vẻ như là sẽ trở nên dễ dàng hơn nào. Chúng ta tàn sát lốt khu vực phía Ý này nữa. Rồi. Đánh đêm. Đánh đêm thì tăng tinh thần lên một tí, nhưng mà đánh ban ngày cho nó sáng sủa. Cần gì phải đánh đêm.
Nhờ anh em bảo sao mình không bắt thêm mấy cái thằng này, La Mã này để tuyển cái đội lính Lê Dương của nó. Đâu cần, lính bộ binh của Hung Nô cũng mạnh mà. Đủ khả năng chiến bọn này, các quân mà. Với cả là mấy thằng đệ sớm hay muộn nó cũng làm phản. Đấy là điều chắc chắn luôn. Tốt nhất là đốt. Đốt sạch là không còn gì nữa. Chỉ những có những kẻ đã chết thì mới không gây loạn được ha. Ôi dồi ôi, đồng bằng như thế này thì quá thuận lợi cho chiến của chúng ta. Ô, quân đoàn này ít quân hết nhở? Hình như là mình chưa mua... À đúng rồi, mình chưa mua thêm quân. Chả cần. Chẳng cần nhiều quân này khử được cho nó. Nó có hai con ngựa thôi. Diệt mấy con ngựa nó trước. Đánh nhau ở cái vùng đồng bằng như thế này thì nó thực sự đây là một lợi thế rất lớn của chúng ta. Ok, bắn nhầm loại đạn rồi. Đạn nổ ở đây chết nhiều hơn đấy. Nó khá nhiều ngựa đấy, à, không đùa được. Bắt đầu bắn đạn nổ rồi. Ui dồi ôi. Bắn tập trung ở đây. Chết cơ số luôn. Giết mấy con ngựa này trước ấy. Úi dồi ôi, nát luôn. Bỏ tới nơi chắc chết hết. Ui, phá bắn dã man nhỉ. Rồi. Mấy con ngựa này thì chắc là cũng không khó lắm nữa. Rồi. Sang bên này đi. Giáp nào. Mấy con ngựa này bị điên à. Ok.
lùi. Bọn này thì chết à? Đuổi à? Diệt cho nó chết luôn. Nguyên bị xạ kỵ nó bắn cho nó gần chết rồi. Trời ơi, tên nó bắn từ đằng sau lưng thì sống được mấy lạ. Giết từ thằng một. Đến đây nói anh em. Chà, nó đuổi nhanh phết nhở. Cứu. Mấy thằng lính thì liều nhỉ. Bắn không biết sợ chết à. Quay chặt nó vào. Thằng tướng của nó không dám xông vào đây kìa. Rồi, hai cái xe con đá lên đây. Bỏ lên tới nơi không nhỉ? Rồi, xong rồi. Rồi, xạ kỵ đã giải quyết xong hết rồi. Xúc kỵ là để chống bộ binh. Xạ kỵ là để... Quấn thẳng hết tên này. Úi dồi ôi, tướng ở đó. Úi dồi. Đưa tên lửa. Tào tạo luôn. Kinh hoàng. Đây mới chỉ là đội xạ kỵ đầy đầu của Hung Nô đấy, được nâng cấp lên thôi. Bắt đầu đội
thị cung ác quỷ nhỉ? Lên đội thị cung ác quỷ thì... bốn thì trang bị hồi quân. Mà không biết mình có lên cái đội kỵ cung đấy không. Lên đội đấy thì hổ báo quá. Nó không có thuyền pháo đâu, chỉ có thuyền có mấy thằng cung. Đánh tay bo phát cho nó vui nhỉ. Đánh kiểu này nó không lịch sự lắm. Rồi. Chơi. Quân La Mã thì cứ dập cho nó nát óc là xong, có gì đâu mà. Mấy thằng cung thủ này, trường cung này cũng mạnh phết đấy. Mình phải thành phố của nó. Chà, tiến vào là có hai cổng vào. Đi cổng này là mình sẽ giáp với quân ở biển của nó. Giáp thì giáp, sợ gì. Vào tầm bắn tháp canh được không? Cảnh ạ. Đây, phá tháp này cho anh. Reinforcements! More for us to kill! Quân nó đâu nhỉ? Tiếp viện đây à? Cho bọn này trèo lên bờ, đập chết luôn cả thể. Chơi đạn nổ đi. The enemy draws near! Bắn nát xe quân của nó ra. Tiếp viện đi cu. Xuất khi không cho quân nói còn thủ xe bắn đá đây rồi. Cả khôn vãi trưởng, biết xông vào xe bắn đá mình. Hay thế.
xong. Our troops are being ambushed. Tấn công xe bắn đá mình như đúng rồi. Tấn công mình. Ăn nào. Vào đây mà đổ bộ. Chosen Warriors. Vào đây. Xong ba cái thằng láo tuét này. Bọn này á, bọn này nó đập chết hết. Đám xuyên giáp đấy. Chơi luôn. Cho cái thằng đổ bộ kia. Từ xe bắn đá đâu rồi? Đá ra ngoài biển đi. Sổ xạ kỵ. Xạ kỵ đi đùa như đúng rồi. The enemy refuses to admit defeat. Their unit has rallied. Vã vào đây cho anh. Gì? Bắn anh á? Sao cái đám này chưa giải quyết được à? Thử chúng nó cho anh. Được cái nó đông. Về đến nơi mà nó cũng diệt được nhiều quân của mình phết nhỉ. Ơ kìa, tưởng mình không đánh nhau kiểu này. Mình nào. Coi mấy thằng bắn đá này. Hết việc à? Chạy đây. Làm thế lã quân mình. Chết tướng tỏi. Sao bị này chạy dịch ra đây. Ô kìa. Trận này đánh vớ vẩn đấy nhỉ. Ở đây. Một cái xe bắn đá. Được không đấy? Đúng không đấy, được chết quân nữa kìa. Quân nó còn ở đâu mà loạn lắm thế nhỉ? Chạy một lúc nó lại hồi ghét thật. Còn quân đâu mà đông thế. Melee
đuổi giết nó xem nào. Hết quân rồi mà nhỉ? Loạn lâu thế. 10 thằng mà mãi cũng diệt được à? Còn thằng nào nữa? Đây à? Vào. Có thế thôi mà. Đánh tào lao phết đấy. Mình cứ đánh những cái trận nào mà nó thấy mình cứ thấy nó đơn giản là mình cứ đánh ẩu ẩu nguy hiểm phết đấy. Rồi xong. Ơ sao lại báo lại dẹo tướng? Chết rồi. Một tướng đấy giỏi phết dẹo à? Trung thành giảm, nhiệt huyết thẩm quyền. For the tribe. Hình như là thằng đấy là thằng muốn tranh chức gì đó đúng không? Tranh chức vụ gì đó. Đây rồi. Bổ nhiệm được khá nhiều tướng nữa. Vụ này à. Hay á. Thay đổi ban lãnh đạo đi à? Ôi. Đánh nào làm quá. Đột luôn. Xong. Một nước nữa bị dẻo. Nhưng mà như này quân chúng nó tiến xuống đây là mình chết to đấy. May là quân của mình không có nhau. Cái chiến này bây giờ mới là căng nhỉ. Cái chiến này bây giờ mình cũng chưa biết làm thế nào. Một lượt nữa thì mới gọi thêm một quân đoàn nữa lên. Nhưng mà lúc đấy thì tiết lại xấu nhỉ. Nó thời tiết nó lại hơi xấu. Tiến tiếp xuống phía nam. Ai rồi, thế mới dụ được chúng nó xuống đấy. Xuống đây. Cái đội thiên về kỵ binh kia của mình khả năng mình sẽ tuyển kỵ binh đời cuối thôi. Sốc kỵ và cận kỵ đời cuối. Để thủ. Đây rồi. Tốt. Thắng lợi quan trọng. Tộc sinh con. Rồi, chúng ta đã đốt hết nước Ý rồi. Bây giờ thì à. Đứng ở đây. Cặp trại, không thằng nào dám vào luôn, khẳng định. Không thằng nào dám vào luôn. Bây giờ mình sẽ lên bộ đội ngựa này cần mình sẽ tuyển đây kỵ binh đời cuối luôn ba đội như vậy là cân bằng mình chỉ còn thiếu bọn xạ kỵ đời cuối à kỵ cung quý tộc kỵ cung thảo nguyên lãnh chúa Hanik thay thế cho lãnh chúa Thảo Nguyên. Lãnh chúa Thảo Nguyên.
Sao mình chưa tuyển được cái bọn lãnh chúa Thảo Nguyên đấy nhỉ? Mở khóa tuyển dụng thôi mà. À đây. Vị cung du mục Ava. Chưa, chúng ta chưa mở khóa ra nên chưa nâng cấp xong. Thảm nào. What do you want? They will join us. Tống tiền nữa nào. It's done. Thành công rồi. Mình được ít tiền à? Yes. What? Phương Bắc bây giờ là tuyết rơi rồi. Yes. There is more I could do. Thằng Phanh đã đứng ở đây rồi. Ready for battle. Quân đoàn này thì chất, chất quái chứ, quá chất luôn. Bây giờ mình sẽ gọi lên một tướng nữa. Thirsty for battle. Sao nhỉ? Thành lập lực lượng. Không đủ dân số tăng trưởng để thành lập một quân đoàn du mục mới. Cần bao nhiêu? Vậy chứ. Hiền nhân quân tử. Kinh. Vậy thì phải cần bao nhiêu nhỉ? Đấy, 9 rồi mà. Quar be praised. How can I help? Ready for action. Hạng nặng. Sức khỏe cao hơn. Giáp châu hơn. Thiết kỵ quý tộc Thảo Nguyên. Cũng chẳng hơn được cái gì mấy. Bọn này tốc độ cao hơn này. Mà lại đắt đấy nhá. Pháp sư của bầu trời bất tử. Chung. What do you want? Không thể lập được thêm quân đoàn mới là sao vậy? Mình muốn thêm quân đoàn mới mà vẫn chưa được. Ái da, chúng nó đứng ở đây tất cả là. Ai... Thôi, khả năng nó khử xong thằng này rồi. Thằng Phanh nó đốt được thằng này rồi. Đây là thủ đô của thằng Phanh gốc mà. Đây là thủ đô vốn dĩ là thủ đô của thằng Phanh. Sao nó không đốt nhỉ? Đang muốn nó đốt mà nó lại không đốt. Rút về à? Rút về. Miền Nam nước Ý đã được giải quyết. Ô. Có thanh niên ở tận Trung Đông sang tận đây này. Ready for battle. Vẫn đang tiếp tục mua quân. Đây có đội xạ kỵ đầy cuối này. Ready for action. Bổ sung lương thực của cả. Ôi, cung vàng rồi.
cung vàng rồi. Nó có vài cái đội này. Ủa, lắm kỵ binh thế. Bọn này toàn nỏ. Yes. I'll find you. How can I help? Ám sát luôn thằng vua sao này. Ôi dồi, chết luôn vua. Ô khỉ cái thằng này nó. Ô thanh niên này chiếm đất đai ác thế nhỉ? Chuyển lãnh thổ hơi gấu lắm. Thirsty for battle. Đây rồi. Có nghĩa là phải lên cấp 10 à? Mới có thể phát triển được thêm một quân đoàn mới à? Hiền nhân quân tử. Cậu trung thành. Trừ nhiệt huyết. Tỷ lệ nghiên cứu phe phái. Ready for action. Pháp sư của bầu trời. Một quân đoàn nữa được thành lập. Chắc cái quân đoàn này chủ yếu là công tác hậu cần thôi, chứ chả làm gì. Đi theo. Ô kìa, nó vẫn chưa thèm đốt cái thành mà cũng không chiếm. Ô, vừa mới chui ra nó đã đòi ám sát tướng của mình. Ơ kìa, nó không chiếm nhá. Chờ thời tiết tốt hơn mình phải khử hết cái đám phanh ở trên này, sao nó đông thế nhỉ? Anh em bảo là bắt cái thằng phanh làm chư hầu để tuyển mấy thằng vác dìu nó. Nhưng mà lính cầm kiếm của chúng ta đời cuối còn mạnh hơn cả dìu của nó mà. Không cần gì. Mà cái chỉ số thì nó cũng, à cái tính năng thì nó cũng giống nhau mà. Không cần. Hung nô quá mạnh, không cần tuyển những cái quân. Chà, lại kéo xuống à. Mình chơi chết vua của nó, bây giờ nó cay mũi rồi. Thích lời loạn. Thanh niên lấy vợ. Phòng thủ cận chiến. Sao đi lấy cái con, mấy con 37 tuổi lấy cái con già thế, 68 tuổi cơ à? Thôi được rồi, cho mày thích, mày thích lái máy bay cho mày lái. Vãi cả thanh niên. Thanh niên này thích lái máy bay thì chết mình. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Có bảy đội xạ kỵ à? Mình thừa mất một đội này rồi. Quar be praised. How can I help? On the move, lads. You have more orders. Đóng đây phát đã. For the tribe. Starting out. Ai à, kinh tế của mình thêm có một cái đội này nữa mà. Kinh tế đi xuống gớm nhỉ? Move out! Is that all? Fight with us! We need good fighters! Ready for battle! Tỷ lệ nghiên cứu của phe phái này. Không có lệ di chuyển cho kỵ binh này. Lên. Lằng hoảng khu vực này lâu quá à. Rồi đội này chất chất như nước cất. Ô
years old. Come, sit, share my fire. Your next command, warriors all. Get moving, ready for more orders. Nó đã dám đánh không nhỉ? Thirsty for battle. Dạo này thì warriors all. Nâng cấp lốt cái này nữa là mình sẽ lên tiếng của cái này 9 lượt nữa mình tăng được vào đấy à. Wow, thêm một quân đoàn nữa này, kinh tế của mình sụt ác thế. Yes. Thanh niên này, thanh niên nghiêm túc đây. Như này, hòa bình đây. I have little gain in wasting the day on you. Hòa bình rồi. Nó thành quân du mục thì mình chả cần đánh nhau với nó làm gì. Greetings, friend. I've called for good ale to ease your throat and. Mình cần con dâu chứ không cần con dê. Hạng nặng này, xúc kỵ hạng nặng của nó. Mũi tên độc, quân đoàn của chúng ta có tên là mũi tên độc. Có quân đoàn của nó đang trúng độc, mình mà tấn công cái quân đoàn đấy là mình cũng sẽ bị dính độc theo. Hai thằng spy này của mình sẽ cầm chân bọn kia lại và diệt luôn. Nó không dám tấn công. Thì hạn làm việc đã hết. Ứng cấp quân của mình. Có 3 tướng, còn 1 tướng nữa đâu nhỉ? Có 5 tướng rồi. Hay là chưa bổ nhiệm được nhỉ? Đâu rồi? Nên xạ kỵ đế cuối cho nhỉ? Đây rồi. Đâu thử xem là xạ kỵ đế cuối xem. Nó có lại kỵ cung quý tộc, tốc độ bắn hạng trung, tốc độ bắn kém, kỵ cục. Cung ác quỷ đi rồi. Cung thủ, kỵ cung ác quỷ. Phòng thủ cận chiến 54. Đây. Xạ kỵ đề cuối đây à. Sao lại vẫn rẻ hơn bọn này nó nào nhỉ? Bọn này thằng này đạn dược bằng nhau, thằng này chạy nhanh hơn nên đam thấp hơn.
nhưng mà nó lại có khả năng bắn nhanh, thay đạn nhanh. Thằng này thì đam mạnh, thằng này thay đạn nhanh. Khó nhỉ? Hay chơi cả hai mỗi loại một ít xem nó thế nào. Bây giờ kinh tế chắc không chơi được. Bây giờ đầu tiên là phải cản trở quân đoàn đã, cho nó khỏi chạy đã. Khử thằng này. Thế cơ mà. Được thanh niên này, thanh niên nghiêm túc để ra hỗ trợ. Lại được có thêm thanh niên nghiêm túc để ra hỗ trợ. Nói gì thì nói, chúng ta phải đánh cẩn thận thôi. Các bạn có nhớ là trận trước mình suýt nữa thì mất một quân đoàn chỉ vì cái tính coi thường đối thủ, mình không cho quân lên đấy. Khi mà mình dám cho quân lên tấn công mà không có lực lượng một quân đoàn đi tách rời ấy. Mà tí nữa thì mình đã dẹo. Thế mình sẽ chơi cả hai loại kỵ cung xem nó có cái gì mạnh. Our reinforcements enter the fray. Thằng này nó có phải đồng minh của mình đâu mà sao nó vất vả, vừa trận trước mình đập cho nó té tua, bây giờ nó lại hỗ trợ mình tấn công. Đẹp. Bắn một pháo mình đến đâu nhỉ? Dụng nó ra đồng bằng này. We're being ambushed. Bắn đạn lửa mà chúng ta đang chạy trong rừng này thì chúng ta lại giết chính quân mình. Rồi. Pháo của chúng ta làm việc quả là rất tuyệt. Xong hai con ngựa đó rồi. Đấy, để cho mấy anh dợ này đánh nhau tí. Úi dồi.
Quân địch đang tấn công đồng minh của chúng ta. Khái niệm đồng minh thật là mong manh khi vừa mới trận trước mình vừa đánh nhau nó sẽ tép luôn. Úi dồi, mưa tên rộng vào lưng. Liều thuốc cho trái tim. Tốt rồi, chúng ta phá lát luôn cả đồng minh. The general has fallen. Our victory grows ever nearer. Victory. This is your day. Có thể loại đánh luôn được này. Đẹp vãi trưởng nhỉ. Mình thì bọc giáp. Rồi. Chết 311, còn lại 11. Một thanh niên nghiêm túc. Hồi khá khá quân đấy. Đánh trận này hồi khá quân. Ready for battle. Gần như là đầy quân luôn. How can I help? For the gods. Nó vừa giúp mình xong, bây giờ mình lại chơi lại nó vậy. Ơ nhưng mà thằng Phanh này, thằng này. I have little gain in wasting the day on you. Bắt nó làm chi hầu lên được nhỉ? Do not attempt to sweeten truth with heart. For the tribe. Mà đã là hung nô thì sợ gì thằng nào nhỉ? Đập hết. Sao thanh niên mới nổi này luyện cấp một tí. Thanh niên này mới được thành lập quân đoàn để cho nó luyện cấp tí ấy. Bắt đàn chi hầu à? Thôi. Come, sit, share my fire. Ready for action. Thanh niên này cũng khá. Ready for action. Gods be praised. Excitement. You have more orders. Chạy gần nhau chắc cờ. Quân nhiều. Đứng này nó không dám ăn rồi. Phía Nam. Thằng này à? Thằng này dám đứng lại à?
dark shadows loom. Chết tướng rồi. Đúng này hỗ trợ tốc độ di chuyển này cho kỵ binh này, hao tổn khi gây hãm, kiêu ngạo. Ô tướng level 2 mà sao các chỉ số nó kinh khủng này, này chỉ cần cộng thêm vào xảo quyệt nữa thì nó vãi trưởng luôn đấy. Ăn rồi. Miền Nam nước Ý. À, nó cặp trại à? Nó có một thâu đội xạ kỵ, một đội ngựa cùi. Ngã lát chúng ta rồi. Dắm ba mấy cái thằng tào lao ấy. Có nên chơi nên đội kỵ cung đẩy cuối không nhỉ? Đội thằng kỵ cung đẩy cuối cũng có gì mạnh lắm đâu. Úi dồi ôi. Mấy con ngựa này thì không sợ. Bắn nát bét luôn. Chưa gì đã chạy. Thế mấy con ngựa nó xông lên nhỉ? Bọn này chết trong một nốt nhạc. Rồi sao? Rồi sao? Rồi sao? Our general is under attack. Chạy.
Khác kìa. Để con ngựa nó lùa ấy à. Đảo lao thật. Bán hết tên đi nữa, cho nó xông lên. Mình cũng thích trò mèo con chuột. Bán phá giáp đi rồi. Con ngựa này phá nào quá. Đây. Vâng, thì mình chết thôi. Ok, này 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 này. Ngáo à? Ủa, vào phát chết luôn rồi. Nhiều lúc mấy con ngựa này ngáo kinh khủng. Ra đây. Vườn thì nó chết hết. Sao một cái xe bắn đá bị tiếp cận à? Hay nhỉ? Sốc chết rồi đây. Và đây. Trừ là tướng chạy ra còn một cận chiến này. Ăn đây. Sao mình phải sợ nhỉ? Mình toàn quân đời cuối thì mình sốc chết bầm lên. Chết. Kỵ ở hung nô mà cũng phải sợ nhỉ. Mình quên mất nó có đựng kiếm này, nó bắn lén được phi luôn. Thẳng mặt nó. Ok, để nó lém phi luôn chết nhiều hết nhở. Ngạn rút ra. Phải đánh đúng như kiểu lúc đầu. Mình chạy chạy. Không được gì phải sợ bọn này. Cứ vỗ mặt cho nó luôn chơi. An entire unit. Elite lancer. Khỉ thật. Có khi mình đúng là đến lúc phải thay thêm cái đội xạ kích để cuối lên à? Đánh như nó chất. Oh. Dạ mất một đội xạ kỵ à? Nào. Thành đi hết. Cũng thật gặp chết thật tướng. Mình không thấy thông báo tướng chết nhưng mà nó thấy chết như một cười. Ở đây. One of our units has used all its ammunition.
riêng cái thằng cận kỵ đời đời ba đời cuối này sợ không có thích thì nó sẽ gì đó. Đây là đội cận kỵ đời cuối mà chơi luôn. Rồi đánh thử kiểu này không biết ổn mấy nhỉ, không thấy ổn mấy. Nếu mình bỏ bớt đội xạ kỵ đi thay bằng cận kỵ như thế nào nhỉ, đánh thì sẽ rất hay nhưng mà nguy hiểm. Rồi sẽ hay nhưng mà nguy hiểm và mình sẽ thay dần ạ. Chắc là chưa thay ngay được nhưng mà thực tế của mình thì thirsty for battle. Bây giờ bắt đầu thay được rồi. Đội cận kỵ sốc kỵ mình không để nguyên. Đấy, thay được tiếp. Bây giờ một này, cái đội cung nào đâu nhỉ? Đội bắn này. Cung ác quỷ tốc độ bắn rất kém. Nó ghi kiểu gì nhỉ? Chơi mấy con cung ác quỷ mà chứ. Hai con cung ác quỷ à. Warriors all. Tengri guides my steps. Vấn đề là nó có đuổi tiếp quân đoàn kia của mình không? Ready for more orders. Khả năng cao là nó chưa dám đuổi. Chứ nó mà đuổi nó cũng bất đấy. Quar be praised. How can I help? Thay bằng đội kỵ cung ác quỷ này. Có phải là đội kỵ cung mạnh nhất chưa nhỉ? Nhất chơi luôn cung đời cuối ai ở trên này. Come, sit, share my fire. For the tribe. Thế rồi à, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.